Vụ thi thể nam sinh trên sông Sài Gòn lấy mẫu xét nghiệm chất độc. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện chất dịch có trong dạ dày và khoang ngực nam sinh viên NVN, 19 tuổi, quê Bình Định nên đã lấy mẫu để xét nghiệm chất độc. Sáng ngày 16 tháng 2, Công an quận Bình Thạnh vẫn đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nam sinh viên năm nhất Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM sau nhiều ngày mất tích, được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn. Theo đó, sáng ngày 15 tháng 2, sau khi nhận tin báo của người dân về phát hiện một thi thể có nhận dạng giống với nam sinh viên NVN, 19 tuổi, quê Bình Định, mất tích sau khi đi xe đò từ quê vào bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các giấy tờ tùy thân và nhận dạng của người thân, cơ quan chức năng xác định thi thể trên là anh NVN, sinh viên mất tích từ bến xe miền Đông vào ngày 12 tháng 2. Kết quả pháp y sơ bộ cho thấy, nguyên nhân tử vong do ngạt nước, thời gian tử vong khoảng 2 đến 3 ngày trước khi phát hiện thi thể. Bên cạnh đó, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện chất dịch có trong dạ dày và khoang ngực của nạn nhân nên đã lấy mẫu để xét nghiệm chất độc. Liên quan đến vụ việc, sau khi xác định thi thể nổi trên sông là anh N, gia đình nạn nhân đã làm giấy ủy quyền người thân từ quê vào TP.HCM làm việc với công an để nhận thi thể, đưa về quê an táng. Lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân sẽ được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng theo nguyện vọng. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.